Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Bố Cùng Bông. Hôm nay thì mình sẽ làm video chia sẻ cái kinh nghiệm để nhận biết cái dấu hiệu là đóng cửa trên chiếc xe VinFast Fadin. Đối với việc đóng cửa trên chiếc xe VinFast Fadin thì nếu mà bạn đóng cửa chưa chặt ấy, thì trên màn hình tablo nó sẽ hiển thị cái dấu hiệu như thế này, là chiếc ô tô và cánh cửa mở mà màu đỏ. Tuy nhiên thì có một cái mà nhiều bạn thắc mắc ấy, là tại sao mà xe tôi đóng cửa rất là chặt rồi, tôi kiểm tra bốn cánh cửa rất chặt rồi nhưng mà trên xe nó vẫn báo cái dấu hiệu này. Thì các bạn kiểm tra lại cái cốp xe nhá, vì cốp của Fadin là đóng nó cũng hơi khó, phải dùng một cái lực nó tương đối mạnh thì nó mới đóng được. Đây, nếu mà bạn nào mà đã dùng cái màn Android này, thì trên màn hình tablo nó cũng hiển thị cái việc là cửa của bạn đã đóng hay chưa. Ví dụ đây, như đây, nếu mà cửa bên lái của mình mà mở thì màn hình tablo nó sẽ báo là cửa, vị trí cửa này. Cửa bên phụ mà chưa đóng chặt, ví dụ chưa đóng chặt nha, thì nó cũng báo như này. Nhưng mà có một cái dấu hiệu mà mình vừa nói, đó là chính là cái cửa cốp này nè. Khi mà cái màn hình tablo, nếu mà bạn sử dụng cái màn Android nhá, nó báo như này, không có cánh cửa nào mở nhưng mà vẫn báo là hình chiếc xe như này, thì chứng tỏ là cái cốp này của bạn nó chưa đóng chặt. Đấy, mình đóng đã chặt hết các cửa rồi nhưng mà cốp của mình vẫn chưa đóng chặt, cho nên nó sẽ báo như này. Và đồng thời trên màn hình tablo thì cũng có một cái dấu hiệu nhận biết, đó là đây, trên màn hình tablo thì nó chỉ có một cái hình như này thôi, nó báo là một trong những năm cái cửa của mình, đó là năm bốn cái cửa ra vào và một cái cửa cốp chưa đóng. Tuy nhiên thì trên màn hình tablo nó không báo là vị trí nào. Thì khi mà có cái dấu hiệu như thế này thì các bạn cần kiểm tra lại tất cả các cửa, xem cửa nào chưa đóng chặt. Đặc biệt lưu ý là cửa của tablo ấy. Đặc biệt lưu ý là cửa của cốp ấy. Cửa cốp của Fadin là đóng là tương đối khó đấy. Video này mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video này.